Tập 8. Ông ta chết rồi. Hả? Chết rồi. Đại nhân, Tôn Mẫu không liên quan gì đến cái chết của ông chủ Triệu đâu. Ông ta tự sát. Đúng là thế sự vô thường. Ông chủ Tôn đang uống gì vậy? Là trà bình thường thôi. Tôn Mộ cứ hễ căng thẳng là lại môi khô miệng khác. Chắc không phải ngươi căng thẳng đâu. Từ lúc bọn ta bước vào tới giờ, ngươi đã uống nước 3 lần. Cộng thêm sắc mặt ngươi tiều tụy, ta dám khẳng định ngươi bị bệnh tiêu khát. Ta... Đại nhân tin tưởng, người đời đều kỵ bệnh. Tại hạ không hề có ý giấu đại nhân đâu. Bệnh tiêu khát quả thật rất khó chữa, vả lại còn có một đặc điểm rất đau đầu. Thẩm Bổ Đầu biết đó là đặc điểm gì không? Không lẽ là di truyền? Không sai. Không may là Triệu Hà cũng mắc chứng bệnh này. Sau khi Triệu Hà chết, ta phát hiện cơ thể ông ta co rút nghiêm trọng, hai chi dưới bị phù nặng. Nhưng ông ta lại rất thích ăn lê. Này, ăn lê đi. Ở đâu ra đấy? Thấy trong phòng. Còn luôn mang theo thuốc viên lục dị địa hoàng này, nên ta dám khẳng định ông ta bị bệnh tiêu khát, dẫn đến biến chứng thận. Ngay từ lần đầu gặp ngươi, ta đã thấy ngươi có nét na ná Triệu Hà. Bây giờ ta dám khẳng định ngươi chính là con riêng của Triệu Hà. Ta không sai. Triệu Hà, ông ấy là cha ta. 3 năm trước, cửa hiệu này chính là ông ấy bỏ tiền ra mở giúp ta. Sau đó hai người đã cùng nhau buôn lậu trà. Không, ta không có. Vài ngày trước, Triệu Hà bảo ta, ông ấy mấy năm qua, ông ấy bán mạng cho người khác, đã bị quan phủ theo dõi, biết mình không còn sống lâu. Trước lúc chết, ông ấy đem chiếc nhẫn ngọc mà mình thích nhất cho ta. Ngoài chiếc nhẫn này ra, ông ấy còn nói gì với ngươi? Đi thôi. Vâng. Đại nhân, có người đang theo dõi chúng ta. Không cần để tâm, giữ vật chứng cẩn thận. Đại nhân, vật chứng mất rồi.
Lão gia, lấy được đồ về tay rồi. Tên Triệu Hà khốn nạn này dám giấu ta làm sổ sách riêng. Mở ra. Luận Ngữ, Mạnh Tử. Chúng ta trúng kế rồi. Hóa ra chủ mưu đứng sau là ông. Hộ bộ Ngô đại nhân, ta không biết ngươi đang nói gì. Tận dụng quyền hành trong tay, bắt tay với Triệu Hà, buôn lậu trà, hưởng lãi kết xù. Sau khi vụ việc dở lỡ, ông ép Triệu Hà phải tự sát nhằm che giấu thân phận của mình. Ta nói đúng không, Ngô đại nhân? Ngươi có bằng chứng gì? Sổ sách các người thông đồng buôn lậu trà. Ngươi không có nó. Tất cả đều là quỷ kế của ngươi. Dù biết được thân phận của ta, chết không đối chứng, ngươi làm gì được ta nào? Chứng cứ nằm ngay trong nhà ông thôi. Trong tay Triệu Hà không có, nhà ông chắc chắn có. Không, ngươi không có quyền lục soát. Quan viên tứ phẩm trở lên, Ti Thần Bổ có quyền tiên trảm hậu tấu. Lão gia, Ngô đại nhân, mời ngài theo ta đến Ti Thần Bổ một chuyến. Lúc trước ta thật không nên bị ma xui quỷ khiến. Lập tức đem người đến Ngô gia canh chừng toàn bộ người và đồ đạc. Rõ. Đại nhân, thuộc hạ đã tới muộn một bước. Thư phòng của Ngô Bình bị đốt rồi. Nhưng thuộc hạ đã đem người của Ngô Bình về. Vệ khanh đang thẩm vấn. Xem ra sau lưng Ngô Bình còn có một nhân vật lớn. Phải rồi, thi thể của họ đại nhân có phát hiện gì không? Đối phương mưu tính sâu xa, căn bản không để chúng ta có cơ hội tìm thấy điểm đột phá nào trên người Ngô Bình và Ngô Quản. Có điều họ làm vậy cũng vì tiền. Chúng ta có thể ra tay từ phương diện này. Hôm nay thẩm bổ đầu cũng mệt rồi, trở về nghỉ ngơi trước đi. Dân. Không có vết sẹo. Sao lại như vậy? Ai? Rơi xuống vực sâu trăm trượng, chẳng ai có thể sống sót.
Sao người đó có thể là Tiểu Bạch chứ? Ngài không phải là Tiểu Bạch. Ngài là Lý Thành Khí. Đúng không? Ngài biết không? Lần đầu khi ta gặp Ngài, ta đã rất vui mừng. Ta tưởng ảo tưởng thành sự thật. Sau khi Ngài phủ nhận, ta còn cố chấp thăm dò Ngài. Ta thử võ công của Ngài, thử phản ứng của Ngài đối với ta. Vừa rồi ta còn nhìn lén Ngài. Ta mong chờ trên vai Ngài có vết sẹo, nhưng không có. Chẳng có gì hết. Ta thật sự rất giống hắn sao? Là giống hệt. Nhất định cô rất yêu hắn nhỉ? Tuy huynh ấy không biết võ công, hám tiền, độc miệng. Hám tiền, độc miệng, thích dở trò, thường khiến ta tức giận. Cả ngày tỏ vẻ bất cần. Nhưng mỗi khi ta gặp phải khó khăn, rơi vào nguy hiểm, huynh ấy đều kịp thời xuất hiện trước mặt ta để ngăn cản, hóa giải. Toàn tâm toàn ý, không màng sống chết, che chở ta, bảo vệ ta. Nhưng vào ngày thành thân, huynh ấy bị người ta đưa đi. Ta muốn đi cứu huynh ấy, nhưng đến cuối cùng ta lại trơ mắt nhìn huynh ấy rơi xuống vách núi. Ta rất hận. Tại sao ta lại không cứu nổi huynh ấy? Ta rất hận bản thân. Cô uống say rồi, đừng uống thêm nữa. Thẩm Quân Dạ, cô không được uống nữa. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Tại sao huynh lại không nhận ra ta nữa? Tại sao huynh lại xị mặt?
Tại sao huynh hung dữ với ta như vậy? Ta rất buồn. Ta khó chịu quá. Đại nhân, tối hôm qua cô uống say, là ta đưa cô trở về phòng. Vậy ta có nói điều gì quá đáng, làm chuyện quá phận sự không? Vậy thì tốt. Đại nhân, qua điều tra, Triệu Hà buôn lậu trà chuột lợi, mọi thứ đều đã giao cho Ngô Bình. Nhưng dường như người của Ngô gia đều không biết chuyện này. Triệu Hà và Ngô Bình chỉ là một quân cờ. Cuối cùng tiền tài không ngoài dự đoán sẽ bí mật chuyển đến kẻ thật sự đứng sau chuyện này. Nói tình hình của Ngô Lục đi. Theo người nhà họ Ngô nói, Ngô Lục là họ hàng xa của Ngô Bình. 3 năm trước đã đến kinh thành theo Ngô Bình làm việc. Con người rất trầm lặng, sở thích duy nhất chính là nghe kịch. Theo lời của hạ nhân trong phủ nói, hắn không chỉ đến Tiên Dân Lâu một lần. Tiên Dân Lâu là hí diện sao? Không sai, là hí diện đứng nhất nhì kinh thành, là nơi quan to chức lớn đến tiêu tiền. Với thân phận của Ngô Lục, có thể đôi khi đến một lần, nhưng thường xuyên ra vào, có chút khả nghi. Đại nhân, để ta đưa người đến điều tra Tiên Dân Lâu, ắt có thu hoạch. Đi đi. Dân. Đại nhân, Cao Lăng Hầu sai người đem một tấm thiệp đến. Đi chuẩn bị một chút, theo ta đến Tiên Dân Lâu. Dân. Đại nhân, Hầu gia ở trên lầu. Lý Thành Khí, huynh lại đến muộn rồi. Là hắn. Mời ngồi. Lý huynh, lâu ngày không gặp, gần đây thế nào? Rất ổn. Vị này chẳng lẽ là nữ bổ đầu ti thần bổ mới nhận? Đúng. Chúng ta từng có duyên gặp mặt một lần. Đúng. Uống rượu. Ngươi mời chúng ta tới là vì chuyện gì? Hàn huyên chuyện cũ, thuận tiện xem vị nữ bổ đầu mới này. Huynh biết ta luôn luôn rất hiếu kỳ. Nữ bổ đầu có thể lọt vào mắt huynh, chắc chắn có chỗ hơn người. Từ khi nào ngươi quan tâm chuyện của ti thần bổ thế? Này, Lý huynh, ta đang quan tâm huynh. Từ sau khi huynh làm lành vết thương, dường như cố ý xa cách ta. Tiểu đệ vài lần hẹn gặp, huynh cũng cố ý từ chối, như biến thành người khác vậy. Nhà môn nhiều việc, không có ý từ chối. Vậy thì tốt. Ta còn tưởng thống lĩnh ti thần bổ bị người ta đánh tráo rồi. Đau, đau, Lý huynh, nhẹ thôi. Chiêu phản kích này trong kinh thành cũng chỉ có Lý Thành Khí huynh dùng lão luyện. Nhưng có một điểm không tốt,
Chính là huynh quá nhỏ nhen, cũng không chịu dạy ta. Người quá ngốc, không học được. Huynh, quân tử dùng miệng không dùng tay. Chúng ta uống rượu, không say không về. Lý huynh, thuộc hạ của huynh sao giống huynh thế, thích bày mặt lạnh lùng. Nào, ngồi xuống, cùng uống rượu. Ta không giỏi uống rượu. Được, vậy ta uống một mình. Hầu gia, có chuyện gì? Là người của Ti Thần Bổ. Ti Thần Bổ, người của huynh với Tiên Dân Lâu làm gì? Làm gì trong lòng ngươi rõ? Ý gì đây? Gần đây Ti Thần Bổ đang phá một vụ án lớn, còn ngươi lại trùng hợp hẹn chúng ta ở đây. Địa điểm vô cùng chính xác. Trùng hợp sao? Ta chỉ muốn một cơ hội. Cơ hội gì? Cơ hội lập công. Tuy ta là Cao Lăng Hầu, nhưng lại không quan không chức, cả ngày nhàn hạ không việc làm, vô cùng trống rỗng. Người muốn quan chức, một bản tấu chương là được. Không sai. Nhưng chức quan vô vị quá, ta không muốn làm. Chức quan mệt quá, ta cũng không hứng thú. Chỉ có một nơi hợp ý ta, đó chính là Ti Thần Bổ của huynh. Vừa thú vị lại oai phong, làm việc không mệt. Ti Thần Bổ không phải ai muốn giàu là giàu được. Vậy nếu ta cung cấp manh mối phá án cho huynh, có coi là lập công không? Ti Thần Bổ sẽ không giao dịch với ai. Đây không phải giao dịch, đây là để chứng minh ta có năng lực vào Ti Thần Bổ. Không có ngươi, Ti Thần Bổ vẫn có thể phá án. Lý Thành Khí, coi như ta xin huynh. Đại nhân, sao ngài tới đây? Bổn thống lĩnh muốn điều tra phòng sổ sách Tiên Dân Lâu. Hả? Đây, giao chìa khóa phòng sổ sách ra đây. Khoan đã. Chủ nhân, ta là hộ bộ thượng thư Bùi Hằng. Lý thống lĩnh, có thể ra nơi khác nói chuyện không? Bùi đại nhân có gì nói ở đây là được. Chuyện rất quan trọng, mong Lý thống lĩnh nể mặt. Vụ án khẩn cấp, không được chậm trễ, mong Bùi đại nhân lượng thứ. Lý Thành Khí, ngươi có biết làm như vậy sẽ đắc tội bao nhiêu người không? Ta chỉ làm chuyện mình nên làm. Nếu đắc tội thì đắc tội thôi. Thằng nhãi ngông cuồng, bổn tướng quân giáo huấn ngươi. Một bổ khoái nho nhỏ, không biết tự lượng sức. Quân dạ. Người đâu? Rõ. Cản trở phá án, làm bị thương thuộc hạ ta. Ta mặc kệ ngươi là hộ bộ thượng thư, võ vệ tướng quân gì, tống vào đại ngục Ti Thần Bổ hết. Giải xuống. Lý Thành Khí, ngươi dám? Làm gì có lý này, họ Lý kia, ngươi đợi cho ta. Vậy Khanh, có. Tiếp tục lục soát phòng sổ sách. Đi.